Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động cuộc đời tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, từ nay tới Tết 2024 âm lịch, bí mật làm 3 điều này, lập tức được thần tài hộ giá, làm ăn trúng lớn, trả sạch nợ nần, từ nghèo khổ bỗng trở thành đại gia, tiền tiêu 3 đời không hết, ăn Tết to nhất làng. Quý vị thân mến, chúng ta đều chỉ sống một cuộc đời dài nhất cũng chỉ vỏn vẹn 100 năm, nếu đó là những ngày tháng nhàn tản bình yên, tiền tiêu thoải mái thì quả là viên mãn đúng không ạ? Nhưng phần lớn cuộc đời chúng ta đều là những năm tháng tràn đầy vất vả, gian truân, nhiều người ngập ngụi trong nợ nần, túng quấn đến quá nửa cuộc đời, đã vậy còn bệnh tật triền miên, vận đen kéo đến liên tiếp, khiến bao tiền bạc tích góp được cũng bị trôi đi sạch. Bi thương hơn khi nhiều nhà vợ chồng tối ngày đánh chửi cãi vã, con cái thì phá gia chi tử, nhìn thiên hạ người ta vẫn ăn nên làm ra, sống đời giàu sang mà nhìn lại đời mình thật cay đắng xót xa. Thế nhưng thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, thời điểm cuối năm 2023 âm lịch này, có người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nhờ đức năng thắng số, sống đời thiện lương, ngay thẳng, mà được ơn trên soi tỏ, biết được mệnh trời, gặp thời đổi vận, đổi đời chỉ trong chớp mắt, tài lộc vụt sáng, cát tinh hội tụ, may mắn lũ lượt kéo đến, khiến cuộc sống của bạn bước sang trang mới, giàu sang viên mãn, vạn sự như ý, phú quý lâm môn. Vậy, cụ thể chi tiết vận trình của người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 sẽ ra sao? Bản mệnh sẽ gặp những vận may gì, có gặp phải vận hạn gì trong thời điểm cuối năm 2023 âm lịch này hay không? Và cách giải hạn cụ thể như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp ngay trong video dưới đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé! Tử vi cuối năm 2023 nhận thấy, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, biết trước thiên cơ, hung vận tránh xa, cát lộc về nhà, cuộc sống thăng hoa, tiền vàng chật két, triệu người ngưỡng mộ. Kính thưa quý vị, theo tử vi phương Đông, tuổi Tỵ là con giáp khôn ngoan nhất, thông thái nhất, hấp dẫn nhất và cũng bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Người sinh năm Đinh Tỵ thường có hiểu biết sâu sắc về triết học, họ sinh ra là những người giỏi tư duy và xuất sắc trong việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Họ thích làm việc bằng trí óc nhiều hơn là bằng cơ bắp, thích tổ chức và lập kế hoạch. Họ khá thực tế, nhưng họ cũng có một chủ nghĩa lý tưởng cao. Nhiều người có ước mơ, hoài bão nào đó, nhưng để thực hiện hóa điều đó thì không ít người làm được. Do có đặc điểm này, nên họ luôn là người hấp dẫn, giành được sự đồng lòng của nhiều người, nên từ đó ở họ cũng dễ hình thành được khả năng lãnh đạo đội nhóm. Đinh Tỵ 1977 dành rất nhiều thời gian suy nghĩ, nhưng không phải là người hay lo, họ khát khao học hỏi, và điều này khiến cho tính cách người tuổi Đinh Tỵ vô cùng phức tạp. Điều họ quan tâm liên tục thay đổi, hết sức khó nắm bắt, họ luôn dùng thời gian yên tĩnh để chiêm nghiệm. Người mang tuổi rắn luôn nỗ lực, khi họ xác định được tương lai hay ước mơ mà mình mong muốn, trong thể thao cũng vậy, họ có tinh thần rèn luyện cũng như tìm ra và khắc phục nhược điểm của bản thân. Do họ có khiếu quan sát và linh hoạt, nên có thể làm cho người khác cười một cách dễ dàng. Lời nói hài hước của người tuổi Đinh Tỵ có phần cay độc nhưng không quá đáng. Đó chính là do sự suy nghĩ chu đáo, cũng như sự tính toán để có thể giữ một khoảng cách nhất định nào đó với đối phương. Do có ý chí tiến thủ, phấn đấu trong mọi việc, lại có kiến thức năng lực cao, nên họ cũng có lòng tự ái khá cao. Họ luôn ý thức về điều này, cũng như rất mong muốn mọi người có thể nhìn nhận và đánh giá cao khả năng của họ. Vì thế mà người tuổi Đinh Tỵ rất ghét bị xem thường, muốn người khác cư xử với mình một cách tôn trọng. Với mọi người xung quanh thì đôi khi người tuổi Tỵ khá phiền hà vì chính đặc điểm này. Cũng vì muốn được người khác đánh giá, nhìn nhận mà họ không nghĩ đến việc làm những công việc mà họ cho là tầm thường hoặc không có giá trị. Đặc trưng này cũng có liên quan đến tính chu đáo và điềm tĩnh của người tuổi Đinh Tỵ. Một khi đã muốn làm điều gì đó, họ vô cùng kỹ lưỡng,
làm đến cùng không bỏ cuộc để có thể thực hiện được kế hoạch đặt ra. Từ tính cách này cũng dẫn đến một phần hơi tiêu cực ở người tuổi Đinh Tỵ. Một khi ai đó khiến họ xấu hổ, mất mặt, họ chắc chắn không quên điều đó và luôn mang theo nỗi ám ảnh rằng một ngày nào đó phải phục thù. Do đó mà vấn đề ở họ là mãi không vứt bỏ đi được một mối quan hệ đối đầu nào đó. Vận mệnh người tuổi Đinh Tỵ khá tốt, họ có đầu óc tư duy tốt, phản ứng nhanh nhạy, thích thể hiện. Có điều cần chú ý đừng quá mạo hiểm, mà hãy tìm cho mình con đường đúng đắn và cách thức an toàn thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Họ có lòng thương người, hay quan tâm chăm sóc người khác, cũng có thói quen lắng nghe và chia sẻ những tâm tình của bạn bè. Song trong chuyện tình cảm, họ lại hay suy nghĩ quá mức, thể hiện tình yêu quá nhiều, dễ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Nữ mệnh Đinh Tỵ là mẫu phụ nữ đam mê sự nghiệp, song họ không hề tỏ vẻ tự cao tự đại, mà vẫn rất thân thiện hòa đồng, nên được mọi người vô cùng yêu quý, họ là viên ngọc quý trong tay chồng, được yêu thương nâng lưu rất nhiều. Người tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ nên biết cách dùng lý trí để tiết chế cảm xúc, bình tĩnh chứ đừng để cảm xúc dẫn đường, chuyện tình yêu không mấy thuận lợi. Song nếu biết cách cải thiện bản thân thì vẫn sẽ có được sự cân bằng, mọi chuyện nên khéo léo hài hòa, chớ để nóng giận đánh mất lý trí. Cũng hạn chế tranh cãi với người yêu sẽ dễ dẫn đến sứt mẻ tình cảm, họ ghét nhất là bị ràng buộc, bị người khác khống chế, kiểm soát bất cứ lúc nào. Tuy cơ hội kiếm tiền rất nhiều nhưng cũng không hề dễ dàng nắm bắt, nếu biết cách chấp lấy thời cơ và cố gắng hết sức mình thì sẽ giành được thành công rất lớn. Xem lá số tử vi số mệnh của người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm Quý Mão 2023 cho thấy bản mệnh gặp năm tam hợp thái tuế, lại thêm nhiều cát tinh che chở, nên vận trình khởi sắc trông thấy bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi hơn trước rất nhiều, có quý nhân tương trợ như hổ mọc thêm cánh, đánh đâu thắng đó, vơ vét hết lộc lá của thiên hạ. Sau những xui xẻo phải chịu trước đó, năm 2023 quả thực sẽ rất may mắn và tài lộc dồi dào với bạn. Bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ, hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà. Thời điểm cận Tết Nguyên đán này, tài lộc của Đinh Tỵ được góp phần bởi thần may mắn. Tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được, lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế. Sự nghiệp cũng dần bước vào giai đoạn ổn định và có xu hướng tăng tiến, công việc không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc ắt gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Tuy nhiên, dù có cát tinh hỗ trợ, nhưng cũng không ít hung tinh rình rập gây điều tiếng thị phi. Bạn nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió nhé. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đi vào tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, cuối năm 2023 âm lịch. Đầu tiên, xét phương diện sự nghiệp. Theo dõi tử vi 12 con giáp thời điểm cuối cùng của năm 2023 nhận thấy, về phương diện sự nghiệp, con giáp này được cả tam hợp thái tuế và chính quan độ mệnh, hứa hẹn những khởi sắc rực rỡ trong công việc, điềm báo sẽ có quý nhân xuất hiện để dìu dắt bản mệnh vượt sóng gió, những khó khăn và bế tắc trước đó cũng dần được khai thông. Thêm vào đó, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp những chú rắn rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng vào cuối năm. Các mối quan hệ nơi làm việc cũng rất tốt đẹp, mọi người vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành công việc chung. Sự đồng lòng đó đã giúp tạo dựng nên một tập thể vững mạnh, trong đó không thể thiếu sự góp sức của bản mệnh. Mục tiêu phấn đấu cuối năm cũng giúp bản mệnh có tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Nhìn chung, con giáp này đang làm rất tốt để có thể chứng minh được năng lực của mình với cấp trên. Đây là thời cơ hiếm có, bởi bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với mình. Nhất là khi Tết đã cận kề, bạn hoàn toàn có lý do để đưa ra yêu cầu tăng lương, tăng thưởng chẳng hạn. Có thể nói, gạt bỏ những khó khăn trước đó, tuổi Đinh Tỵ ngày càng tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào quý nhân. Nên dần dần mọi khó khăn được tiêu biến, con đường phát triển trước mắt cũng càng ngày càng rộng mở. Tuy nhiên, vận khí tốt chỉ quyết định một phần nhỏ, cái chính vẫn là sự nỗ lực của chính bản thân bạn, nhất là khi trong tháng có nguyệt lệnh lâm tử ám tàng. Nếu cứ dựa dẫm vào vận may thì bạn sẽ chẳng thể đạt được những thành quả rực rỡ đến vậy. May mắn chỉ là một yếu tố phụ để đi tới thành công. Những ai hăng hái, tích cực làm việc, miệt mài cố gắng ắt thu thành quả xứng đáng. Và ngược lại, ai an phận thủ thường, chỉ cầu ổn định, kết quả đạt được sẽ rất bình thường. Thời gian này bạch hổ hung tinh sẽ khiến bạn phải di chuyển nhiều hơn. Nhưng nếu đó là việc cần thiết cho công việc thì hãy cứ thoải mái đón nhận. Rất có thể cơ hội đang ở phương xa chờ đợi bạn đón nhận. Về phương diện tài lộc,
Bước vào thời điểm cuối năm 2023 này, tuổi Đinh Tỵ gặp được cục diện bán hợp trợ lực nên vận trình có nhiều khởi sắc khá rõ, phương diện tài lộc cũng không ngoại lệ. Thời điểm cận Tết, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều, giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. Bạn có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái, nói chung không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, có thể thoải mái sắm sửa để đón một cái Tết an vui. Con giáp này luôn biết được ưu thế của mình nằm ở đâu để phát huy. Đi tắt đón đầu, dẫn đầu xu hướng, con đường làm giàu càng ngày càng rộng mở, tuổi Đinh Tỵ sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay. Nhưng lưu ý, cầu tài cũng cần có lộ trình nhất định, đừng vì nóng vội muốn kiếm hời để đón Tết mà đi theo con đường không chính đáng. Dù dùng cách gì để làm giàu đi nữa, nếu bạn đi theo hướng chính đáng, ắt sẽ thu về lợi nhuận cao. Bên cạnh đó, dù tiền bạc có rủng rỉnh đến đâu, bạn cũng cần cân đối lại việc chi tiêu của bản thân sao cho tốt nhất để đảm bảo thu chi cân đối và có ngân sách tích lũy tốt. Hãy chi tiêu mua sắm ở mức độ vừa phải và hợp lý. Đừng quên tình hình kinh tế suy thoái và lạm phát đã ảnh hưởng bất lợi từ đầu năm, nên không cần phải quá xa hoa làm gì đâu Đinh Tỵ nhé. Về phương diện tình cảm gia đạo, theo tử vi cho thấy, cuối năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, với sự tác động tích cực từ tam hợp cục, đường tình duyên của tuổi Đinh Tỵ cũng thuận lợi hơn trước. Người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, tình cảm phát triển nhanh chóng, bạn sẽ thấy mình có nhiều vệ tinh vây quanh hơn, điều này khiến Đinh Tỵ có nhiều sự lựa chọn. Song đôi khi chính điều đó lại khiến bạn do dự, thiếu quyết đoán, dù là chuyện tình cảm, nhưng đôi khi cũng phải lý trí để đưa ra lựa chọn sáng suốt và phù hợp với mình bạn nhé. Các cặp đôi vì bận rộn với công việc cuối năm nên ít có thời gian dành cho nhau, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn lặt vặt, song mọi chuyện sẽ sớm được hóa giải, trả lại sự bình yên cho gia đình. Các thần cũng mang tin vui đến cho Đinh Tỵ, người đã có đôi hay các cặp vợ chồng cũng hàn gắn rạn nứt nhanh chóng, gìn giữ được hòa khí gia đình, gia đạo trong ấm ngoài êm, dù có phát sinh xung đột thì cũng sớm được hóa giải, các thành viên sum vầy bên nhau. Theo dõi phi tinh tháng, sao nhất bạch chủ nhân duyên, đào hoa, kỷ khánh, ngụ ở vị trí Tây Nam, nơi đây nên được sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ để các khí dễ dàng lưu chuyển, mang tới vận may cho bản mệnh về chuyện tình cảm, nhân duyên. Về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ tháng này nhìn chung ổn định, không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên, do tác động của bạch hổ hung tinh nên bản mệnh vẫn nên đề phòng họa huyết quang, hoặc những tai nạn bất ngờ, làm gì cũng cần phải cẩn thận. Nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao. Đồng thời, bạn cũng nên để ý tới vấn đề ăn uống, đi lại, đừng để gần Tết rồi còn gặp sự cố hay thương tật. Trong giai đoạn cuối năm này, sẽ có nhiều sự kiện liên quan đến tiệc tùng, ăn uống, bản mệnh nên cần kiểm soát để chức năng tiêu hóa tránh bị quá tải. Tránh lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất kích thích kẻo tự mình gây họa lớn đấy nhé. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. 1. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, từ nay tới cuối tháng 11 âm lịch. Đầu tháng tuổi Tỵ đón vận trình hung cát đan sen, xem tử vi tháng mới của 12 con giáp, bản mệnh gặp may mắn nhiều mà xui xẻo cũng không ít. Tuy nhiên, nếu biết cân bằng cuộc sống, đón nhận những điều mà cuộc sống dành cho mình thì niềm vui chắc chắn sẽ xua tan hết nỗi buồn. Ít nhất thì đường tài lộc của con giáp này không có gì phải phàn nàn, tiền trong túi của người tuổi Đinh Tỵ không dễ gì mà suy xuyển. Khi bản mệnh biết chi tiêu hợp lý và không hoang phí những gì mình khó khăn mới kiếm được. Chính tài chủ mệnh, thiên tài ghé thăm, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều đang tăng tiến, tuy nhiên, công việc lại có những biến động mà bản mệnh cần phải chú ý đến. Đầu tháng hơi bấp bênh, nhưng càng về cuối tháng mới suôn sẻ và thuận lợi, người tuổi Đinh Tỵ làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm và cống hiến hết mình cho công việc. Tuy nhiên, tử vi của 12 con giáp tiết lộ rằng thiên quan mang theo họa tiểu nhân chống phá, khiến cho bản mệnh dễ gặp phải rắc rối khó lường, thiên cầu còn kéo tới hỏa thị phi, nề nói ít làm nhiều để tránh vận hạn. Đường tình duyên có những biến chuyển tốt đẹp theo hướng tích cực, bản mệnh bi rằng mình có những thiếu sót gì và cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với những gì người ấy mong mỏi. Cũng có những bất đồng nho nhỏ trước khi đạt được sự hòa hợp sau cùng, song bạn thấy tất cả đều xứng đáng. 2. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, trong tháng 12 âm lịch. Tử vi tuổi Đinh Tỵ tháng 12 âm lịch là tháng Ất Sửu, trong đó nguyệt lệnh làm chủ là sau Tiểu Hàn, 9 ngày Quý, 3 ngày Tân và 18 ngày Ất. Có thể thấy,
Vận số tháng này của người tuổi Đinh Tỵ có thể coi là khả quan, đầu tháng mọi việc trắc trở không thuận lợi, đến cuối tháng lại thuận lợi không ngờ. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này được cả tam hợp thái tuế và chính quan độ mệnh, hứa hẹn những khởi sắc rực rỡ trong công việc, điềm báo sẽ có quý nhân xuất hiện để dìu dắt bản mệnh vượt sóng gió. Những khó khăn và bế tắc trước đó cũng dần được khai thông, thêm vào đó, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp những chú rắn rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng vào cuối năm. Các mối quan hệ nơi làm việc cũng rất tốt đẹp, mọi người vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành công việc chung. Sự đồng lòng đó đã giúp tạo dựng nên một tập thể vững mạnh, trong đó không thể thiếu sự góp sức của bản mệnh. Không khí hân hoan đón Tết cũng giúp bản mệnh có tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Nhìn chung, con giáp này đang làm rất tốt để có thể chứng minh được năng lực của mình với cấp trên. Đây là thời cơ hiếm có bởi bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với mình. Nhất là khi Tết đã cận kề, bạn hoàn toàn có lý do để đưa ra yêu cầu tăng lương, tăng thưởng chẳng hạn. Thưa quý anh chị tuổi Đinh Tỵ 1977 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến xông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến xông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến xông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi xông nhà, xông đất đầu năm, gia chủ tuổi Đinh Tỵ nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Đinh Tỵ. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến xông nhà. Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Đinh Tỵ nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Đinh Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Dậu 1969, tốt, Đinh Dậu 1957, khá, Bính Thân 1956, khá, Kỷ Sửu 1949, khá, Mậu Tý 1948, khá, Canh Tý 1960, khá, Mậu Thân 1968, khá, Nhâm Tý 1972, khá, Nhâm Thân 1992, khá, Tân Sửu 1961, trung bình. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Đinh Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024 là Giáp Thân 1944, xấu, Tân Mão 1951, xấu, Mậu Thìn 1988, xấu, Bính Tý 1996, xấu, Canh Thìn 2000, xấu, Quý Mão 1963, xấu, Mậu Tuất 1958, xấu, Tân Hợi 1971, xấu, Canh Tuất 1970, xấu, Canh Dần 1950, xấu. Bản mệnh Đinh Tỵ nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý.
Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình anh chị nhé. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau, cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt, xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rác muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu. Do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Tiếp theo là cách hóa giải theo phong thủy phi tinh cho tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, cuối năm 2023. Xem tử vi tuổi Đinh Tỵ năm 2023, cả sự nghiệp và tài lộc của con giáp này đều được quý nhân nâng đỡ, nên mọi chuyện khá thuận lợi và suôn sẻ. Đào hoa không quá vượng nhưng cũng không phải không có, duy có sức khỏe là kém nhất, bản mệnh dễ đau yếu bệnh tật. Xét về phong thủy phi tinh 2023 thì trong năm Quý Mão, phương vị chính đông trong nhà chính là phương vị cần đặc biệt lưu ý, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trường khí trong gia đình. Bản mệnh cần thận trọng nếu cửa ra vào, giường ngủ, bàn ghế chỗ ngồi trong nhà mình nằm đúng ở phương vị này, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào.
ảnh hưởng khá lớn tới sức khỏe của tuổi Tý. Mệnh chủ có thể dùng phong thủy để hóa giải bớt sát khí bằng cách đặt ở trước cửa nhà hay cửa phòng một tấm thảm màu trắng hoặc màu xám. Ngoài ra, từ đầu năm nên đi hiến máu để tạo phúc cho người, tích đức cho mình, cũng là ám hiệu thay thế cho họa huyết quang có thể xảy ra. Năm 2023 tuy là năm bình yên với tuổi Tỵ, tuy nhiên vẫn có hung tinh án ngữ gây họa, vì vậy càng ổn định càng phải thận trọng, giữ an toàn cho bản thân, nhớ là tuyệt đối không được động thổ ở phương vị chính đông trong nhà để không gây ra những tai họa khó lường. Đặc biệt trong phong thủy nhà ở, người tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ có thể trồng thêm một số cây cảnh phù hợp với mệnh của mình như chuối hoàng yến, cây sa phia, cây phú quý, đế vương đỏ, cây huyết dụ, cây đa búp đỏ, lưỡi hổ viền vàng, thiết mộc lan ghép sọc vàng, châu bà đế vương vàng, cao vàng, lan hồ điệp hoa vàng. Trồng những cây này trong nhà sẽ giúp gia đình gia chủ sớm được đầy đủ sung túc, tài lộc hanh thông và gia đạo bình an. Tượng phong thủy phòng khách. Để đem lại nhiều tài lộc, sức khỏe dồi dào, gia đạo hạnh phúc thì trong phong thủy phòng khách tuổi Đinh Tỵ không nên chọn các tượng phong thủy mang màu sắc, biểu trưng thuộc mệnh mộc vì mộc tương khắc với thổ, không mang đến lợi ích cho bổn mệnh. Một số tượng có thể trưng bày trong phòng khách như sau: Tỳ hưu được mạ vàng, cóc ba chân ngậm đồng tiền, Phật Di Lặc mạ vàng, tượng rắn phong thủy mạ vàng, tượng trâu phong thủy mạ vàng, tượng gà phong thủy mạ vàng, tượng ngựa phong thủy mạ vàng. Kính thưa quý vị, điều đặc biệt mà ban biên tập muốn nhắn gửi riêng đến quý mệnh chủ Đinh Tỵ sinh năm 1977. Trong thời gian gần đây, ban biên tập chương trình nhận được rất nhiều thắc mắc về việc xem tuổi theo ngày tháng năm sinh, cuộc đời sẽ diễn biến ra sao theo từng năm hay vận hạn mỗi năm thế nào. Theo dân gian, con người sinh ra đều có ngày giờ, tháng năm ứng vào sự vận hành của vũ trụ, tuy nhiên, không phải vì mang lá số thập toàn thập mỹ thì không gặp vận hạn trong đời, và ngược lại, cũng không có lá số nào là gặp hạn cả đời. Đối với mỗi cá nhân và mỗi độ tuổi đều chịu sự ảnh hưởng của sao năm đó chiếu mạng mà gặp phải vận hạn lớn nhỏ khác nhau. Việc xem trước số mệnh con người qua ngày tháng năm sinh không chỉ giải đáp sự tò mò của bạn, nó còn góp phần giúp bạn dự đoán trước những điều có thể xảy ra trong tương lai. Đặc biệt chi tiết hơn là việc xem vận trình theo từng năm, từng tháng sẽ giúp ích được cho bạn rất nhiều. Nếu vận mệnh tương lai của bạn tốt, đó sẽ là niềm hy vọng và động lực rất lớn để bạn cố gắng hơn. Nhưng ngược lại, nếu kết quả không tốt như mong đợi, bạn cũng có thể chủ động thay đổi bản thân để tìm cách khắc phục. Tuy trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, và trong cuộc đời mỗi người sẽ phải trải qua những đại nạn nhất định, điều này là nỗi lo lắng, chăn trở nhất của quý bạn. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, bởi dựa trên sự nghiên cứu đúc kết của các bậc thầy tử vi phong thủy hàng đầu, ban biên tập đã phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến các phương diện cuộc sống trong tuần, trong tháng, trong năm và đưa ra luận giải chi tiết để cho quý bạn tham khảo. Đặc biệt hơn, tử vi trong năm mới 2024 cũng đã được ban biên tập chia sẻ chi tiết trên kênh Minh Đường Tử Vi, kính mời quý anh chị cùng tìm hiểu và biết trước vận trình trong năm mới của mình, từ đó giúp anh chị xua tan xui xẻo, mang may mắn lại gần, cố gắng làm ăn để cuộc sống hạnh phúc, giàu có và bình an. Qua đây Minh Đường Tử Vi cũng muốn nhắn nhủ đôi điều rằng, đôi lúc trong cuộc sống chúng ta đối mặt với những khó khăn, thử thách to lớn, và chúng ta cần vững tâm tiến bước về phía trước, năng làm việc thiện, tích đức, đối đãi với mọi người tốt, thì tất cả những việc làm hôm nay sẽ trổ quả trong tương lai của bạn. Nếu bạn gặp một tình huống bất đồng quan điểm, nếu bạn biết cách nhường nhịn, hạ cái tôi của mình xuống và luôn giữ được thái độ dĩ hòa vi quý thì ai chẳng yêu, chẳng mến. Trong cuộc sống, nếu bạn gặp người khác khó khăn, bạn sẵn lòng chia sẻ và giúp đỡ họ, thì xung quanh bạn sẽ toàn là quý nhân. Như quý vị và các bạn cũng biết, thành công không nhất định phải có nhiều học vấn, cũng không nhất định phải có nền tảng gia đình giàu có, vững chắc, mà cần có một trí tuệ thông minh, chân thành trong việc đối nhân xử thế, và quan trọng hơn cả là có khả năng chịu khó, chịu khổ, có tinh thần phấn đấu kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, hãy dám mơ lớn khi có tầm nhìn xa. Tấm lòng phải rộng mở thì con đường trước mắt của bạn mới mở ra, nghĩa là khi bạn đủ tấm lòng cao cả rộng lớn để theo đuổi một viễn cảnh tươi sáng cao hơn và xa hơn, mọi chuyện sẽ qua đi như gió thoảng mây bay, chẳng thể ảnh hưởng tới bạn, phước lành sẽ tự tìm tới bạn. Tiếp theo đây, chúng ta cùng đi vào chi tiết vận mệnh của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 theo tháng sinh âm lịch. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng Giêng. Người sinh tháng này có nhiều cơ hội phát triển, nhưng phải qua khó khăn vất vả và sương gió, khó tránh hơi váng vất, mỏi mệt, tâm sự rối như tơ vò, muốn một bước lên đến tận trời nhưng thời cơ chưa đến. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 2. Đinh Tỵ sinh tháng này có tính tình nhu nhược, ý chí không cao, mưu việc khó thành, thanh cao cũng là hàn nho, ít lộc,
có được phúc thì phải qua nhiều gập ghềnh, trắc trở vòng vèo. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 3. Tiết Thanh Minh, thông minh giỏi giang, là người chí cao liên khoa cập đệ, nhất cả thành danh, vì dân vì nước, danh vọng bốn phương, lộc khắp tứ hải, có thể thành sự đại nghiệp, vất vả thì nhiều công lao, tinh thần hăng say, vui vẻ, mưu sự đều toại nguyện, phúc lành không ai bằng. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 4. Tiết Lập Hạ, tôi thần phù trợ quân vương, tướng hộ giá, binh lực dồi dào, quy danh vang bốn phương, nho nhã, đôn hậu, bản tính thông minh, địa vị quyền quý cao sang, có chí lớn, tài cao, nghĩa hiệp can trường, mọi người kính trọng, hưởng phúc trời ban, thuận buồm xuôi gió, có chí lớn ắt thành đại sự. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 5. Tiết Mang Chủng, đảm lược, mưu trí hơn người, có thể khắc phục mọi hoạn nạn, công danh lợi lộc hiển đạt, nhìn xa trông rộng, biết đoán thời thế, có trí tuệ tài năng đầu óc của kẻ triết luận, một đời bình an, cốt cách cao sang, phúc lộc dài lâu, vận thế hưng thịnh, tiến thoái như ý, tốt lành hơn người. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 6. Tiết Tiểu Thử, vạn sự như ý, có phúc trời ban, sẽ có ngày thành công, hợp mưu cùng làm, tương trợ lẫn nhau, vợ chồng vinh đạt, con cháu hiển quý, tài đức kiêm toàn, quyền thế cao sang, nhiệt thành trung hậu, hiền từ đức độ, biết phát huy tài năng, cát tường tột đỉnh, danh tiếng cao quý, thông minh giỏi giang, kiện toàn mà có đức vọng, danh lợi vẹn cả đôi đường. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 7. Tiết Lập Thu, an hưởng lộc trời, tiêu dao tự tại, dựng quốc ắt, thành lập nghiệp tất được, thỏa chí, vạn sự như ý, chí dũng song toàn, văn võ tinh thông, thi cử đỗ đạt, mẫn tiệp thông minh hơn người, kinh doanh có lộc, tài lợi dồi dào, tính tình ôn hòa, đức độ cao thượng, công thành danh toại, người người ngưỡng mộ, có số xuất ngoại, tay trắng gây dựng tất cả. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 8. Tiết Bạch Lộ, trung hậu cương trực, tính tình hòa đồng, được người thân vị nể, xóm giềng quý mến, anh em bạn hữu kính trọng, tiếng tăm lẫy lừng, mỹ đức mỹ thiện, nước lòng tổ tông, nhẫn nại ôn hòa, nhã nhặn đôn hậu, có tài năng xây dựng cơ nghiệp, giá thuộc hữu duyên, sự nghiệp thuận lợi, hưởng phúc tự nhiên. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 9 âm lịch. Tiết Hàn Lộ, trí lực không đủ, ăn cây nào rào cây nấy, kịp thời thu hoạch thành quả canh tác của mình, dĩ hòa vi quý, mong điều bình an, khác có ngày thành công, áo gấm vinh quy. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 10. Tiết Lập Đông, xương cứng da thô, phu thê hiền minh, sức khỏe không đủ, hoạt động bất tiện, có chí cao, thích giúp đỡ người, giỏi giao tiếp, ít tiền tài. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 11 âm lịch. Tiết Đại Tuyết, khắp nơi băng tuyết phủ dày, ra vào không có đường, thiếu ăn thiếu mặc, mọi việc trắc trở, bẩn cư trung thị vô nhân vấn, thanh nhàn đạm bạc tự tại an nhiên, cũng là điều quý. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 12. Tiết Tiểu Hàn, băng phủ giá lạnh, tuyết lất phất rơi, không thể ra khỏi hang, càng ít cơ hội xuất đầu lộ diện, rời xa trần thế, tu được hữu công, áo không đủ che thân, bữa no bữa đói, hoạn nạn trắc trở, vạn sự khó phát đạt, có người cứu giúp, tuy vất vả buồn phiền, song về giả được hạnh phúc. Quý vị thân mến, cuộc sống này muôn hình vạn trạng, có những sự việc diễn ra không theo ý ta, có những sự thật phũ phàng khiến ta tổn thương, để đứng dậy và vững vàng hơn trên đường đời. Chúng ta cần trang bị cho mình những kỹ năng để đối phó với mọi khó khăn, muốn cuộc sống nhẹ nhàng và bình yên hơn, khi còn có cơ hội, đừng quên học những điều sau. Dưới đây là 6 việc tốt để tạo phúc đức cho chính bạn, những hành động tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được, và nhất là duy trì nó suốt cuộc đời. 1. Trân trọng những người yêu thương bạn. Chúng ta ai cũng muốn được quan tâm, yêu thương, nhưng dường như lại coi sự quan tâm của người khác là hiển nhiên, bình thường. Đến khi mất đi những quan tâm đó rồi mới giật mình nhận ra, hối hận khôn nguôi, có một thực tế phũ phàng, càng những người yêu thương ta, ta lại càng dễ làm họ tổn thương và có xu hướng đối xử tốt với những người dưng ngoài xã hội, thậm chí còn ưu ái hơn với những người đang muốn lợi dụng ta. Trước khi quá muộn, hãy trân trọng và đối xử tốt với những người yêu thương bạn, đó có thể là bố mẹ, anh, chị, em, bạn bè. Học cách cảm ơn và xin lỗi khi cần để họ không phải buồn, đừng để sau này bản thân cứ phải sống mãi trong sự giặt vạt, đau khổ, hối tiếc. Vậy mới nói, trân trọng những người yêu thương bạn cũng là một trong những việc tốt để tạo phúc đức và là hành động thu hút may mắn cho chính mình. 2. Giúp đỡ những người cần bạn. Giúp đỡ người khác trong khả năng của mình cũng là một cách làm việc thiện, vừa giúp được người, vừa tạo phúc cho bản thân. Ra ngoài đường, gặp một người bị va chạm xe cộ, chỉ cần giúp họ dựng xe, hỏi thăm đôi câu, điều nhỏ bé này cũng đủ để người kia cảm thấy ấm lòng rồi. Gặp những người ăn xin, vô gia cư thì mua cho họ chiếc bánh mì, chai nước, hộp sữa, vậy đã là một hành động rất đẹp rồi.
Nên nhớ, giúp người khác trong khả năng của bản thân, bởi bạn có cuộc sống của riêng mình mà, đâu cần điều gì quá to tát, đâu cần phải có thật nhiều tiền mới có thể giúp đỡ người khác. Chỉ cần một trái tim ấm nóng, quan sát xung quanh, lắng nghe mọi người, giúp đỡ họ những điều nhỏ bé nhất, việc này không khó phải không? 3. Tha thứ những người làm tổn thương bạn. Chúng ta thường hay quên đi những chuyện vui, những điều tích cực, mà cứ mãi yên sâu trong đầu những điều tiêu cực, những điều những người làm ta tổn thương. Suy nghĩ quá nhiều càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nếu người ta hối lỗi thì đừng ngại tha thứ, còn nếu họ chẳng mảy may bận tâm thì cũng mặc đi, người ta vẫn đang hưởng thụ cuộc sống ngoài kia, còn mình sao cứ tự hành hạ bản thân như thế. Mọi chuyện cũng đâu có thể thay đổi được gì, nghĩ mọi thứ đơn giản hơn, tha thứ được thì tha thứ, sống bao dung, vị tha hơn, tận hưởng cuộc sống hơn, khi ta nghĩ tốt thì cuộc đời cũng sẽ tốt lên. 4. Quên đi những người rời xa bạn. Cuộc đời cũng giống như việc bạn bước lên một chuyến xe buýt vậy, gặp rất nhiều vị khách khác nhau, mỗi người thì lại có một điểm dừng khác nhau, một hành trình khác nhau. Có những người chỉ có thể đồng hành với bạn một chặng đường ngắn, rồi họ sẽ bước sang chuyến xe khác để thực hiện ước mơ của mình. Có những người đi với bạn dài hơn, nhưng vì mục tiêu khác với bạn, nên họ cũng tìm tới một chiếc xe khác phù hợp với mục đích của mình. Và rồi một ngày nào đó, bạn cũng rời chuyến xe mình đang đi, tạm biệt những người đồng hành để đi một chặng đường mới. Vậy nên đừng trách móc, buồn bã nếu ai đó rời xa bạn, những người từng làm bạn tổn thương, hãy quên họ đi, họ không xứng đáng để bạn dành quá nhiều thời gian, tâm trí. Với những người bạn yêu quý thì hãy dõi theo họ từ xa, động viên hỏi han họ, mở lòng mình, đón chào những người bạn mới, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ tươi vui và ý nghĩa hơn rất nhiều. 5. Buông đi những điều trong quá khứ. Nếu như được sở hữu một trong số rất nhiều bảo bối của Doraemon, chắc chắn không ít người muốn có trong tay cỗ máy thời gian để có thể ngược dòng quá khứ, trở về ngày xưa để hoài niệm, để thương nhớ và để thay đổi một điều gì đó. Nhưng rất tiếc, cỗ máy thời gian chỉ xuất hiện trong truyện, trong phim, còn ngoài đời thực thì vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được. Ai cũng có những nuối tiếc, hối hận và rồi khát khao được quay lại quá khứ để sửa chữa lỗi lầm. Dần dần, cứ sống mãi trong dằn vặt, đau khổ không thoát ra được, cứ mãi chìm đặc đắm trong quá khứ để rồi bỏ quên thực tại, sống một cách hời hợt, vô vị, đó liệu có phải là một cuộc đời đáng sống không? Hãy học cách buông bỏ, chấp nhận, giống như việc bạn không thể cố chấp cầm một cốc nước nóng bỏng trên tay đến khi đã quá sức chịu đựng, không kiểm soát được mà ném cốc nước đó đi, vừa phỏng tay lại vừa làm vỡ cốc, chi bằng ngay từ đầu đã đặt nó xuống bàn. 6. Sống trọn vẹn những phút giây hiện tại. Đơn giản lắm đúng không? Chỉ cần sống trọn vẹn cho những giây phút hiện tại cũng là một trong những việc tốt để tạo phúc đức cho chính bản thân mỗi người. Để không tiếc nuối quá khứ thì hãy sống thật tốt cho hiện tại, ngày hôm nay rồi cũng trở thành quá khứ mà thôi. Ngày hôm nay bạn cứ mãi thở dài, u sầu, thì ngày mai hoặc ngày sau nữa nhìn lại vẫn sẽ tiếc nuối mà thôi. Quá khứ không thể thay đổi được, tương lai cũng chẳng thể đoán trước. Việc duy nhất ta có thể làm được là sống trọn vẹn những phút giây hiện tại, làm việc mình thích, ăn món mình thích, đến những nơi muốn đến và đối xử tử tế với những người xung quanh. Ngày hôm nay bạn cảm thấy hài lòng, thì sau này khi nhìn lại những việc đã làm, bản thân sẽ mỉm một nụ cười mãn nguyện. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.